Vâng, thưa quý vị, có lẽ tất cả quý vị chúng ta có thể thắc mắc vì sao Mỹ Hạnh được giới thiệu là một giọng ca theo dòng nhạc trữ tình quê hương, và gần như là được khá là nhiều khán giả yêu mến ở cái dòng nhạc này. Ngày hôm nay chúng tôi lại làm một đêm nhạc chưa có ca khúc trữ tình quê hương nào cả. Vâng, xin chia sẻ với quý vị là khi mà Mỹ Hạnh có đặt vấn đề về một cái mini show như là lời cảm ơn của bạn ấy dành cho quê hương và khán giả ở đây trước khi bạn ấy đi học. Ở đây không phải là một cái việc đi học như các ngành khác, như những bạn trẻ khác. Với việc học thanh nhạc chuyên nghiệp là Mỹ Hạnh đã quyết định chọn con đường âm nhạc chuyên nghiệp, kính thưa quý vị. Và với một con đường âm nhạc chuyên nghiệp thì buộc một cái bạn trẻ, một giọng hát còn sơn vâng phải tìm được rõ mình là ai, mình như thế nào, mình ở đâu. Chúng tôi có thể ví von một chút xíu thế này. Khi bạn biết bạn đang ở đâu trong thang điểm 10 thì bạn sẽ biết là cậu mấy thì mình được 10 điểm. Đó là ý nghĩa mà ngày hôm nay chúng tôi muốn thử thách một điểm hoàn toàn mới với Mỹ Hạnh. Tất cả những ca khúc đều mới, đều lạ, chưa hát bao giờ. Và xin chia sẻ với quý vị là những ca khúc, 6 ca khúc vừa rồi có ca khúc nhẹ nhàng, giai điệu đơn giản nhưng lại đòi hỏi cảm xúc rất sâu. Có những ca khúc có tiết tấu khá là phức tạp, đảo phách liên tục, hát là những phách lơi, phách nhẹ, những khúc đòi hỏi kỹ thuật rất là khó. Để thử thách một giọng ca như Mỹ Hạnh, để bạn ấy tìm được mình là ai. Và chúng tôi rất mong ngày hôm nay, sau đêm nhạc hôm nay, Mỹ Hạnh sẽ biết mình là ai trong thang điểm 10, và phải học bao nhiêu cộng bao nhiêu nữa để mình được 10 điểm. Vâng, thưa quý vị, xin chia sẻ trở lại vì sao đêm nhạc hôm nay chưa có những ca khúc trữ tình giọng ca. Bắt đầu Mỹ Hạnh dự định sẽ có 2 đêm nhạc tại 2 địa điểm tại Phiêu. Bạn ấy quyết định thử thách sở đoạn của mình với bên nhạc acoustic. Đây là điều Mỹ Hạnh hoàn toàn yếu và chưa bao giờ hát với acoustic bao giờ. Vâng, điều đó sẽ bạn tự sẽ làm khó mình, nhưng nếu không làm khó mình sẽ không biết mình là ai. Vâng, đêm nhạc thứ hai Mỹ Hạnh dự định sẽ tổ chức tại phòng trà Nam Trâm. Ở đó sẽ là những ca khúc theo sở trường của bạn ấy, khúc trữ tình giang ca. Nhưng vì thời gian không kịp cái ngày nhập học, cho nên là trong đêm hôm nay Mỹ Hạnh ngay sau đây sẽ gửi đến tất cả quý vị một ca khúc trong dòng nhạc trữ tình quê hương. Ca khúc cũng gắn liền với Mỹ Hạnh ở những ngày bạn ấy tập tành ca hát, một sáng tác rất quen thuộc về quê hương Đại Lộc của chúng ta, Đại Lộc quê mình, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa. Và chúng ta cùng trong một tràng vỗ tay thật lớn chào đón trở lại sân khấu Mỹ Hạnh, được không ạ? Lòng người Đại Lộc ơi,
ngày xa quê, có ngày hướng đến nhớ, dây dứt trong tim mong ngày trở về. Sau nước vô giá ngày sau nghĩ đêm, một bờ cát.